lần nếu mà hoặc là trước khi chụp cái gì quan trọng thì anh em nên clear lại file trong đẹp, nó không bị ám màu. Okay. Clear là nó sẽ clear lại tên với lại mọi thứ nhá. Xem sao bây giờ nó về gốc. Được chưa? Thế là mình chỉ cần nó cài lại thì nó sẽ chuyển cái chế độ ứng dụng cho mình thôi, mình chỉ lại ISO. Dạ, sao cần đúng không? Ok, test thử một cái nhé. Thank you.